Thưa quý vị, Hàn Quốc vốn được xem là một môi trường thuận lợi cho những người có nhu cầu xuất khẩu lao động bởi thu nhập cao và môi trường cũng ổn định. Vì thế mà không ít người cố tình cư trú bất hợp pháp để kéo dài thời gian làm việc, tích lũy thêm vốn và chỉ trong 6 tháng đầu năm nay thì hơn 500 lao động Việt Nam tại Hàn Quốc đã bị bắt và trục xuất về nước. Theo báo cáo của ban quản lý lao động Việt Nam thuộc đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và thống kê của các cơ quan chức năng của Hàn Quốc, trong 6 tháng đầu năm 2018, số người Việt Nam cư trú bất hợp pháp tự nguyện về nước là 988 người và 518 người bị bắt và trục xuất về nước. Cũng theo thống kê trên, số lao động Việt Nam làm việc tại đất nước này theo chương trình cấp phép việc làm là hơn 38.000 người. Trong năm 2018, phía Hàn Quốc dự kiến tiếp nhận 3.500 lao động Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất chế tạo, chưa bao gồm lĩnh vực nông nghiệp và ngư nghiệp.